Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ, thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả thực chất các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, ra soát, phân loại, có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, rút khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, khẩn trương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện thiết bị sử dụng điện, vân vân. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy nổ, nhất là những ngày nắng nóng, tiếp tục tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh, sinh viên, trẻ em trong thời gian nghỉ hè với hình thức phù hợp. Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Văn phòng chính phủ, Bộ Công an thường xuyên theo dõi, đôn đốc kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện công điện này